chiều ngày 4 tháng 6, Bệnh viện Quân y 175, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa cứu điều trị thành công bệnh nhân N.P.S, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh bị đột quỵ nguy kịch với nguyên nhân xuất phát từ việc điều trị rác hơi không an toàn tại nhà. Anh S vốn khỏe mạnh, tuy vậy mới đây anh được chuyển vào khoa cấp cứu Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng ý thức lơ mơ, mất ngôn ngữ toàn bộ, liệt hoàn toàn nửa người phải, trên da vùng cổ bên trái vẫn in hằn dấu tích dụng cụ rác hơi. Bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình báo động đột quỵ, khẩn trương thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu não bán cầu trái giờ thứ hai do tác động mạch cảnh trong trái và động mạch não giữa trái bởi huyết khối. Sau gần 1 giờ đồng hồ nỗ lực, các mạch máu bị tổn thương được khơi thông và sửa chữa, não được tái tưới máu. Bác sĩ Tạ Vương Khoa, trưởng ekip can thiệp mạch đơn vị can thiệp thần kinh, khoa nội thần kinh của bệnh viện, cho hay đây là một trường hợp đột quỵ rất nặng và phức tạp, thuộc dạng ca lâm sàng hiếm gặp trên thế giới. Các bác sĩ cho biết thêm, anh S đã thực hiện rác hơi, một phương pháp trị liệu có từ lâu đời và được áp dụng rất phổ biến. Đây là nguyên nhân trực tiếp gây bóc tách động mạch cảnh trong. Được biết, bệnh nhân có thói quen nhờ người chị ruột rác hơi tại nhà mỗi khi đau lưng, đau vai gáy. Lần thực hiện gần nhất là buổi chiều hôm trước ngày bị đột quỵ,